Hello, em Thanh xin chào toàn thể anh em và các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Hôm nay tiếp tục em có một số những cái dòng sản phẩm mới về lên chia sẻ và giao lưu cùng toàn thể anh em. Thì đầu video mong rằng mọi người giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em nhé. Bữa nay thì em về được một cái lô máy hút bụi hàng công ty, hàng thanh lý công ty anh em này. Đó. Con này thì chia sẻ với anh em luôn là trên các sàn thì người ta đang bán con này là hơn 4 triệu. Đấy, hơn 4 triệu một cái con này. Đấy, thì em bóc ra một con và em cũng xài luôn. Xài luôn. Đấy, con máy hút bụi cực kỳ là chất lượng cho anh em. Thương hiệu của nó là thương hiệu Rossi. Rossi, anh em có thể tra khảo cái thương hiệu này nhá. Đó, hàng châu Âu, hàng châu Âu cho anh chị em. Con này anh em hút sướng lắm nhá, nó khỏe và nó cái này là chắc là bảo hành chăng? Đây cái gì đây? Đấy, thì đây là một cái gì đó. Dòng này thì anh em hút bụi trong gia đình thì những cái lông, những con thú cưng rồi những cái bụi mịn rồi những các thứ hút rất là tốt nhá. Đấy, thì đi vào chi tiết luôn, em đã lắp ráp một cái rồi, lắp ráp lên rồi. Sản phẩm ở đây thì cái này dung tích của nó là 700ml này, dung tích hút bụi của nó là 700ml. Đấy. Con này em đang xài luôn, em đang xài luôn. Đó, anh em có thể quan sát này. Thì cái cối này đấy, trong này là có cái màng lọc nữa. Đây là cối đựng hút bụi này, bụi rác giếc các kiểu nó hút vào đây. Rồi những cái lông lá, rồi những cái bụi. Và trong này á, nó có thêm là thêm một cái lớp nữa, là cái lõi, hai lõi mọi người nhá. Hai lớp bông ở trong này. Đấy, hút vào đây, đựng vào đây các bác nhá. Mỗi lần mà anh em dùng xong á, anh em nậy cái này ra và đưa ra thôi. Đấy, và đưa ra để chúng ta đổ bụi đi. Và tự động nó sẽ cua. Đấy, tự động cho cua. Thì con này siêu cho chắn luôn. Tay cầm của nó đây các bác nhé. Tay cầm của nó này. Đấy, khi mà mình bật lên này thì tự động nó sẽ ở mức số 2 nhé. Các bác tăng lên này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Và nút tắt đây. Đấy, tay cầm của nó đây. Đấy, lấy điển hình cho anh em coi ha. Ba này, và tự động này. Nó sẽ tự động đánh lái cho anh em nhá. Tự động đánh lái này anh em nhá. Đó, mọi người có thể đưa vào những cái gầm bàn rồi mọi người hút. Đấy. Em mời anh em qua bên này để hút cái phần rác ở bên này nhá. Cái phần thảm này nó cực kỳ là khó vệ sinh này, quét chổi thì nó sẽ dính vào này. Nhưng mà đây cái quả này là nó hút cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Một lát sau là nó sẽ siêu sạch luôn cho anh em luôn. Anh em thấy không? Nó hút cực kỳ là ngon luôn, ngoài trừ những cái băng dính mà nó dính vào đó thì nó sẽ không hút được. Ở đây thì nó có những cái màng nó quay và lực gió nữa mọi người nhá. Đây em bật lên luôn. Đây nó quay đây anh em nhá. Đấy nó quay này. Và đây là có một bánh xe này, trên đầu này cũng có hai bánh xe luôn. Đấy, đều có hai bánh xe để chúng ta có thể đưa ra đưa vô. Rất là ngon luôn. Rồi ok anh em nhá. Em đang tra ở trên sàn là một nơi người ta đang bán rất là rẻ, mà nó là 4 triệu 2 nhá. 4 triệu 2 một cái mã như thế này. Đấy. Dòng này thì nó hút rất là tốt anh em nhá. Cực kỳ là hay luôn. Rồi, đây là một số những cái hàng thanh lý thì nó về được vài cây cho anh chị em tham khảo cái mẫu này. Rồi em báo giá luôn cho anh chị em nhé. Giá của shop gửi đến cho quý anh chị em giá chỉ có 1.600.000 đồng anh em nhé. 1.600.000 đồng. Đi kèm theo cho anh em là cả một cái củ sạc. Và nó sẽ sử dụng pin lithium 25,9V nhé mọi người nhé. Mọi người hoạt động từ 30 cho đến 60 phút
đấy, mọi người sử dụng. Tức là nó có mấy cấp độ các bác nhá. Đấy, sạc thì từ 3 đến 5 giờ. 5 giờ, dung tích cái bình chứa là 700ml. Tháo lắp rất là dễ dàng cho anh chị em, và có cả đèn led nữa nhá. Có cả đèn led ở cái phần phần dưới này, dưới đế này để cho anh em có thể là mình sử dụng đây. Đấy, anh em nhìn này, đấy, cái đây là đèn led đây. Đó. Đó, ok. Anh em sử dụng cho em cái mẫu này, cực kỳ là chất lượng cho các bác, cho có một cái ngôi nhà sạch sẽ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho anh em cái mã máy xay sinh tố của Nhật các bác nhá. Đây thì em sẽ lên tạm cho anh em hai con cực kỳ chắc chắn luôn. Đế vuông này, con này đế vuông, cối của nó là cối thủy tinh nha các bác nhá. Lưỡi là bốn lưỡi thép không rỉ, và dòng này nó xài là xài điện Nhật các bác nhá. Đấy, màu này thì siêu đẹp luôn này. Đấy, anh chị em mua về tặng bà xã cái máy này là quá tuyệt vời. Anh em xay trái cây, hoa quả các thứ, nho, chuối, táo các kiểu nhá. Con này sử dụng điện là điện 100, công suất của nó là 175W anh em nha. Công suất của nó là 175W và thương hiệu của nó là Matsupara. Dung tích cái cối này nó là 760mm anh em nha. Đấy. Thì một số thông tin của nó ở đây. Đấy, thì anh em có thể tham khảo qua cái mẫu này, còn rất là đẹp. Dây của nó này, dây trắng mềm. Đấy, chuẩn chân dẹt của Nhật. Ha. Đấy, cối đây anh em nhá. Cối, nắp. À, lưỡi đây. Lưỡi là lưỡi thép trắng anh em nhá. Đấy. Ok anh em lên cho anh em một cái mã này. Mã này anh em lên giúp em là S1 mọi người nhá. S1. Giá của nó là 500.000 đồng. 500k. Em Thanh hỗ trợ anh em phí ship đến tận nơi. Đấy, và bao cho anh em hoạt động bình thường. Bao cho anh em hoạt động bình thường. Một cái mẫu như này. Đấy, nó có một cái công tắc tắt bật ở đây thôi. Số 1 và số 2. Đấy, số 1 và số tắt thôi. Rồi, ok nhá. Công suất tương đối là khỏe cho anh em làm trái cây, hoa quả, các thứ sinh tố. Mã tiếp theo là một con của Technot anh em nhá. Con Technot này còn tương đối là đẹp. Dung tích của cái con Technot này nó là 1 lít anh em nhá. Đấy, Technot này. Đấy, camera thì nó hơi mờ anh em nhé. Đây, con Technot này, nó được in trên cái phần cối này luôn. Dung tích của nó là 1 lít anh em nhé. Lưỡi con này á, thì nó được làm bằng lưỡi titan luôn nha. Đấy, lưỡi titan luôn. Đấy, 4 lưỡi và có cái độ răng cưa. Đấy, nó phá đá được cho anh em luôn á. Chắc có khả năng phá đá được cho anh em luôn. Con này thì siêu mới luôn. Rồi, phần cối của nó đây. Bao cho các bác hoạt động ngon lành luôn. Đấy, thông số của nó đây. Thông số của nó dưới này. Dung tích 1 lít và xài điện 100 nhá. Công suất của nó là 190W. Wow, con này tương đối là công suất lớn luôn. Đấy, thương hiệu Technot nhá. Đấy, thì chỉ số các thông tin của nó ở đây. Đấy, siêu đẹp, siêu mới. Technot. Ok anh em. Mã này gọi là hoàn hảo luôn. Đấy, nó vào cái khớp đây này các bác nhá. Nó vào cái khớp ở đây. Dây hàng mới tinh luôn này. Các bác nhìn này. Đấy, dây mới keng. Nói chung là chưa ít khi sử dụng dòng này. Em lên mã S2 giúp em nhá. Anh em lên mã S2 giúp em nhá. Mã S2 là 500.000 đồng bao ship đến tận nơi các bác nhá. 500k bao ship. Đấy, anh em thử ngay cho em một cái máy xay sinh tố này. Mùa hè đến rồi. Đấy. Và anh em lưu ý nhá, xài điện 100 nhá. Xài điện 100. Đồ của Nhật thì hoàn toàn là xài điện 100 hết mọi người nhá. Tiếp theo em còn hai con bếp từ hàng nội địa Nhật mọi người nhá. Sử dụng điện là điện 100. Ở đây thì em còn một con số 4 và một con số 6 như này. Đấy. Một con số 4, một con số 6 như này nha mọi người nha. Con này đến từ thương hiệu Technot này. Mặt là mặt gương. Mặt gương. Đấy, mặt kính nhá, mặt kính luôn. Ở đây thì đầy đủ phụ kiện cho anh em, quạt gió các thứ ở đây nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho anh em. Một cái rắc cắm ở đây này. Rắc cắm hít nam châm anh em nhá. Đấy, con này thì màu trắng rất là đẹp. Có màn hình số ở đây. Thương hiệu Technot. Đấy, thương hiệu Technot. Rồi, công suất con này nó là 1.300W nhá. Xài điện 100 và con này thì đời 2006. Đấy, mà vẫn còn siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn.
Con này giá của nó là 850.000 đồng, mã số 6 nhá. Hàng Nhật thì nó tương đối là chất lượng. Con này công suất của nó, con này là 1.400 cơ. 1.400. Đấy. Rồi ok anh em, xài điện 100, xài điện 100. Con này màn hình các thứ rất là sáng này. Đường kính con này là 20 thì anh em vẫn đặt bếp chảo to khoảng hơn 20 vẫn thoải mái bình thường. Đấy. Ở đây có chữ Induction Heating. Cái này là chống tràn hay sao đó. Đấy, thì đầy đủ phụ kiện cho anh em bao đây các bác hoạt động bình thường. Giá là 800.000 đồng, 850.000 đồng. Con này mã số 4 nhá. Này mã số 4 giúp em. Tiếp tục là em về cái lô đũa mọi người nhá. Đũa này là đũa một vỉ của nó là 10 đôi anh em nhá, thương hiệu của nó là thương hiệu Shikisai. Đấy, cho các bác nào sử dụng cái mẫu này cực kỳ là chất lượng luôn. Con này là dung tích của nó là sẽ là chịu được nhiệt độ từ 210 độ C này, âm là 10 độ C và kích thước của nó là 24,3 cm mọi người nha, hàng made in Japan. Đấy, chia sẻ luôn anh em là dòng này nó được làm bằng sợi carbon tổng hợp nên là nó rất là chất lượng cho các bác để sùng sử dụng. Giá thành thì nó rẻ thôi anh em nhá. Đây là cái giấy của nó này. Cái này thì chịu chết em không đọc được. Đây, về độ gia công của nó này. Dòng này thì nó sẽ chống cong vênh, ẩm mốc cho các bác. Đấy. Và phần đầu như này thì anh em sử dụng rất là ngon tại vì nó có cái độ nhám như này. Đấy, nhám như này để cho anh em và các bác sử dụng gắp đồ ăn nó không có bị trơn trượt. Và chính nhà em cũng đang có đang xài cái mẫu này. Đấy, thay những cái mẫu đũa gỗ. Đấy. Cầm nắm gắp các thứ rất là ngon, tuyệt vời luôn. Đấy, và vừa vặn lắm nhá. Nó Nhật nó thiết kế rất là vừa vặn. Rồi, ok, em báo giá luôn cho anh em một cái vỉ 10 đô như thế này. Giá 80.000 đồng anh em nhá. 80.000 đồng cho một cái vỉ như thế này. Đấy, quá là rẻ cho một cái mẫu như này nhá. 80.000 trên một vỉ. Hàng thương hiệu là Shikisai. Shikisai. Hàng made in Japan, mới tinh, chưa sai cho anh em. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến toàn thể anh chị em một cái mã dao chuyên lọc anh em nhé. Chuyên lọc thì cái mã này nó là dòng dao của Kai. Kai nó có cái mã số này. Đấy. DMO DM0760 anh em nhé. Con này thì cán của nó thì nó sẽ được làm bằng carbon mọi người nhé. Đấy. Cán làm carbon siêu xịn luôn này. Đấy, cán của nó nhá. Dòng này thì chuyên lọc nên là lưỡi nó dài lắm. Lưỡi dài lắm và nó sắc bén, vô cùng là sắc bén luôn. Đấy, các bác thấy không? Vô cùng là sắc bén chứ không phải là chuyện đấy, chất thép này, em cho anh em nghe tiếng chất thép của nó nhá. Đấy, chất thép của nó nhá. Rồi, em đo bản này. 4/6 nhá, chiều dài còn chiều ngang của nó là 4/6 và chiều dài lưỡi của nó là 23,4 phân, 23,4 nhá, tổng chiều dài là 37 phân đi. Đấy, 37 H1 anh em nhá, mã H1. Đấy, 220.000. Đấy, cũng siêu rẻ, hạt rẻ luôn cho anh em nhá. Con sashimi này anh em có thể siêu tầm cũng như là mình có thể làm về tác vụ như là lọc thịt cá hồi, cá ngừ đại dương. Đấy. Nhiều anh em đồng bằng thì chắc là những cái dòng này nó không cần, nhưng mà các bác có thể là siêu tầm. Đấy, siêu tầm. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nhá. Đấy, phần này thì nó sẽ là được làm bo theo cái kiểu như này. Đấy, bo theo kiểu như này. Chứ nó không có tròn hẳn nhá mọi người nhá. Đây này, anh em xem phần cá này biết này. Đấy. Để nó tạo nên một cái đường khớp và cái khớp khóe ngón tay như này. Đấy. Và mình nó sẽ liếc thôi. Đấy, siêu đẹp luôn. Đứt tay luôn ấy anh em ạ. Còn những cái dòng sashimi này thì nó gọi là siêu sắc này. Anh em này. Đấy, mọi người nhá. Siêu sắc bén luôn. Nó gọi là dòng dao thái lọc. Lọc cá hồi mà, sashimi mà. Đấy, siêu sắc luôn anh em nhé. Rồi, ok, em sẽ đo cái phần này cho anh em coi ha.
tổng chiều tổng bề ngang của lưỡi này nó là 3/3 này, 3/3, và chiều dài của nó này nó là 26,8 phân. Thì tổng chiều dài của lưỡi này là tổng chiều dài của cái con dao này nó là 42,3 phân. Đấy, rất là dài. Đấy, dòng sashimi của Nhật mà, dòng sashimi của Nhật. Thì em đang gửi đến toàn thể anh em một cái mẫu này, nó là giá là 320.000 đồng. Đấy, 320.000 đồng thì nó chỉ có vài con sashimi của Nhật thôi. Đấy, các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì cứ liên hệ với em nhé, liên hệ với em. Tiếp tục thì em giới thiệu đến các bác một cái mẫu vợt mũi thông minh mọi người nhé. Vợt mũi thông minh này thì nó đến từ thương hiệu là Nakagami. Đấy, con này thì cầm chắc chắn và dày dẫn, có phần đế và có phần bóng bắt mũi vào ban đêm. Đó là một cái tia ánh sáng hồng ngoại. Đấy, để thu hút mũi đến nhá. Ở đây thì nó có một chế độ đầu tiên là mọi người ấn vợt mũi thông thường như này. Đấy. Còn là chế độ thứ hai thì nó sẽ tự động nó lên một cái ánh đèn tia UV. Đó, để thu hút mũi khi mà các bác khi đi ngủ ấy thì mọi người bật nó lên. Đấy, mọi người cắm sạc vô cho em vào đây này để nó hoạt động cho các bác qua đêm nhé. Con này thì nó sử dụng pin 18650, nhưng trong này thì nó chỉ có một viên thôi, nên là dung tích của nó thì nó sẽ không được hoạt động đủ cho anh em qua một đêm đâu, nên là các bác cắm dây sạc vào cho em nhé. Sản phẩm nó đi kèm cho dây sạc ở trong này, cho ở dưới đế cho các bác này. Đấy, rồi ok này, em test thử cái dòng này nó dùng cũng rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy, mọi người nhìn này. Đó, ok anh em nhá, dùng rất là chất lượng. Đấy, thì nhà anh em nào bắt nhiều mũi, thì anh em có thể sử dụng cho em cái vợt mũi này, nó rất là to tát và cứng cáp nhá. 150.000 đồng cho một cái mẫu vợt mũi của Nakagami. Tiếp tục là đến cái phần khóa. Đấy, khóa chống cắt các bác nhá. Khóa chống cắt, con này thì khóa của nó thì nó rất là dày dẫn. Phần này đường kính của nó là 1 phân nhá, 1 phân mọi người nhá. Đấy, và nó sẽ bao gồm cho anh em là 4 chìa này. Thương hiệu của nó, thương hiệu Harden hàng Made in Germany mọi người nhá. Made in Germany này. Đấy, đây Made in Germany nhá, siêu dày dẫn và chắc chắn như này. Thương hiệu của nó là Harden này, Harden các bác nhá. Dòng này thì anh em yên tâm. Đấy, có 4 chìa và chìa của nó là chìa tròn. Trong này thì nó có thêm những cái phần lò xo. Đấy, khi mà chọc máy vào đây để mở cái này, nó có một cái lò xo ấy thì cực kỳ là khó mở nhá. Cực kỳ khó mở. Đấy, dòng này anh em mang về để khóa cổng, khóa cửa thoải mái nhá. Rồi, em báo giá luôn cho anh em. Giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 gồm 4 chìa và một khóa như này. Đấy, để các bác thay đổi nhá. Tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái dòng sản phẩm về đồ nghề các bác nhá. Thì đây là cái kim này. Đấy, anh em thợ hàn rồi là các thứ làm công việc gì cũng phải có một cái kìm kìm bấm chết như này. Con này đến từ thương hiệu của FO, chất thép CLV. Đấy, chất thép CLV. Kim này của nó là đâu đó là kìm 10 inch nhá mọi người nhá. Nó là 250 mm. Cái cơ cấu hoạt động của nó thì anh em bóp vào tự động nó sẽ mở ra thôi. Đấy, còn đây là cái đầu chấu của nó này. Đầu chấu của nó tương đối là to các bác nhá, tương đối là to. Hàng FO chất thép CLV này. Đấy, một mẫu này em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 180.000 đồng cho một cái mẫu kìm như này. Đấy, siêu chất luôn. Một phần đầu của nó này, phần đầu của nó là nó có một cái răng mở rộng để anh em hãm ốc nhá. Hãm ốc 180k này. Combo tiếp theo là cái combo cũng 3 cây luôn. Con này thì bộ này thì nó cũng là chắc chắn, nó gọi là thương hiệu từ xưa đến nay rồi. Con kìm của thương hiệu Kabushi Japan mọi người nhá, Kabushi. Dòng này ấy, nó mượt lắm mọi người nhá, nó siêu mượt luôn. Nếu anh em thích cái mẫu này rồi thì có thể liên hệ nhá. Một bộ như này giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 thôi. Gồm cho anh, cho các bác là con kìm cắt 7,3 inch này. Đấy, con kìm chuyên cắt 7,3 inch như này. Đấy, chất thép CLV, các bác nhìn bao sướng luôn chưa? Đấy. Một con kìm đầu bằng. Đấy, anh em nhìn cái này. Nó vừa cứng cáp vừa hầm hố nhá.
Đấy, chất thép CLV. Con kìm này là con kìm 8 inch anh em nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Kambushi Japan này, 8 inch. 205mm. Và tiếp theo này là một con kìm mỏ dài, mỏ nhọn dài luôn. Đấy, siêu dài anh em nhá, siêu dài luôn. Đấy thì cái con này anh em có thể đưa vào hãm rồi các bác làm kê làm điện rất là ngon nhé. Rồi ok. Rồi, kìm nước của Kambushi. Dòng kìm nước anh em nhá. Kìm này nó có phần cán như này luôn. Đấy, chống trơn trượt mà anh em cầm rất là êm ha. Giá của nó chỉ có 170.000 đồng. Đấy, 170.000 đồng. Con kìm này kìm 12 inch anh em nhá. Kìm 12 inch, kìm lớn nhá. Đấy, 170k dòng kìm lớn như này. Mẫu kéo này thì nó mới về trên kênh của em thôi. Đấy, chứ dòng này thì anh em cũng có nhiều trên kênh bán lắm rồi. Đấy, và nó nhìn này, các bác này, siêu dày dẫn luôn nhá. Tuốt dây điện từ 0.6 cho đến 2.6 này. Đấy, tuốt ngon lắm các bác nhá. Đây này. Đây là dây đấy, cắt dây điện anh em này. Cắt ngọt lắm, cắt ngọt dẻo luôn. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Cắt rất là ngọt. Đây là dây 2.6 này, em tuốt này. Đấy, tuốt không đứt một tí nào luôn, các bác thấy không? Tuốt không đứt một tí nào luôn. Rồi, ok anh em nhá. Một phần đầu phần của nó thì nó sẽ có cái phần kẹp như này nữa này. Kẹp như này nữa anh em nhá. Rồi, ok, còn cái này là giữ. Rồi, còn cái phần này ấy, thì anh em có thể chẻ được dây điện luôn nhá. Thì em đây lấy thí dụ một cái dây nhỏ nhá. Xong mình chẻ ra. Mình chẻ ra mình tách được hai cái phần dây ra như này. Đấy, các bác thấy không? Đấy là cái dây đôi nhá. Còn đây em đang thử nghiệm cho các bác hình dung thôi. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn, giá thành của nó là 110.000 đồng. 110.000 đồng trên một cái cây kìm tuốt dây điện như này. Gọi là kéo tuốt dây điện nhé các bác nhé. Kéo tuốt dây điện. Đó, ok các bác. À, đây là phần bấm cốt nữa này. Đây cái một số những cái phần bấm cốt ở đây. Đấy, anh em bấm cốt như này. Đấy. Ở đây này. Đó, ok anh em chưa? Đây em đang bấm mấy lần rồi, đâu là nhìn nó vậy các bác nhá. Giá chỉ có 110.000 đồng thôi. Hôm nay em Thanh lên chia sẻ sơ qua cho anh em 4 mẫu xe nhá. 4 mẫu xe. Thì ba con là của thương hiệu Rante XZR3 mọi người nhé. Có một con size S và hai con size M. Đó. Thì em về thêm được một con size S bạch công tử này. Đấy, màu trắng tay ngang nhá. Cái dòng này thì khung của nó là khung nhôm mà càng là càng thép. Đấy, khung nhôm càng thép hết. Hàng Rante. Con này màu xanh siêu đẹp luôn. Đấy. Nó sẽ sử dụng 3 lít à sorry nhé, 3 đĩa và 8 clip anh em nhá. Ngoài ra thì em còn một con Kentubi Rion. Đấy, Kentubi Rion. Dòng này thì nó là dòng tay đua yên thể thao. Đấy, có phần phanh phụ cho anh em nào mới tập chơi nữa, mình hoặc là mình đi mình bóp vào đây, mình không cầm đây nữa, mình bóp vào đây. Đấy, con này thì phun khung nhôm. À. Về cấu hình của nó thì nó sẽ sử dụng là 2 đĩa và 8 lít. Bộ đề của nó là đề Shimano Sora anh em nhé. Đó, thì con này nó là con tay đua. Con này size nhỏ nhất phù hợp cho anh em 1m65 đến 1m75 vẫn đi đều được. Đấy, nhưng mà rất là phù hợp cho anh em đi từ 1m65 đến 1m70 là đẹp. Đấy, tại vì size nhỏ các bác nhá. Khung nhôm sườn carbon mọi người nhá. Khung nhôm sườn carbon. Đấy, xóa đi anh em. Đấy, lúc đầu là báo khung nhôm mà cái càng carbon nhá mọi người nhá. Đấy, Shimano này. Đây là cái tem nó bị chóc cái vỏ. Con này thì vẫn còn siêu đẹp luôn. Rồi, ok. Em gửi đến cho anh em với mức giá con này. Nó loanh quanh khoảng tầm 11 triệu đồng nhá mọi người nhá. Đấy, để cho anh em tham khảo.
tiếp theo báo sơ qua cho anh em, nếu các bác nào quan tâm thì cứ báo em để em quay quay chi tiết cho anh em. Đây là một mẫu Rante Rante XR3 mọi người nhé. Đó, dòng tay thẳng mọi người ạ, dòng tay thẳng, khung nhôm càng thép. Đấy, càng thép, vành vành nhôm hai lớp, vành nhôm hai lớp. Đấy, nó gọi là vành xe gió anh em nhé, vành xe gió. Con này thì còn nguyên cái phần giá treo nhé, còn nguyên phần giá treo. Đó. Em gửi mức giá cho anh em tham khảo cái con Rante màu trắng tay ngang như này nhé. Giá của nó là 8.500.000 đồng. Đấy, bộ chuyển động đề là Shimano anh em nhé, Shimano. Rồi, anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em qua Zalo để em có thể quay chi tiết cho, hoặc anh em có thể tham khảo trực tiếp. Tiếp theo là một con màu xanh, con này thì nó cũng còn siêu đẹp luôn, bánh lớn nhá, bánh lớn. Đó. Cấu hình thì nó cũng sử dụng bộ số đề, đấy, Shimano, Shimano. Dòng màu xanh, tiêu tương đối đẹp, không sườn, sức sát ít anh em nhá. Đấy. Vành của nó là vành nhôm XKET luôn, vành nhôm XKET và 3. Sử dụng cho em cũng là 3 đĩa và 8 lít, bộ chuyển động của Shimano hết. Đó. Đây anh em nhá. Của Shimano Atus. Đó, con này còn nguyên những cái dài, còn nguyên hết những cái phần chắn xích của dòng Mika. Đấy, nguyên bản này, bản đặc nguyên bản này. Rồi ok anh em nhá. Em gửi anh em với cái mức giá tham khảo con này cũng là 8.500.000 đồng anh em nhá, 8.500.000 đồng. Rồi tiếp theo giới thiệu đến anh em một con Rante màu này, màu xám, màu xám. Đó, cũng sử dụng cấu hình như trên đấy, của Shimano, có chuông yên thể thao, và được tặng kèm, trên con này được tặng kèm là hai cái dè trước và dè sau cho các bác đi nhá. Đấy, cũng sử dụng 3 đĩa và 8 lít của bộ đề trước và đề sau của Shimano Atus. Đấy, Shimano Atus. Rồi, dòng này dòng size M anh em nhá. Size M thì nó phù hợp cho anh em từ 1m từ 1m 7 trở lên là đi rất là tuyệt vời anh em nhá. 1m 7 trở lên. Rồi ok, em sơ lược qua 4 mẫu xe cho anh em tham khảo, thì các bác nào quan tâm đến mẫu nào báo em để em có thể giới thiệu chi tiết hơn.